Thủy đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra ở những thời điểm khác nhau thì sẽ mang những nét tính cách, số phận riêng biệt, không ai giống ai. Ngày tháng năm sinh sẽ tiết lộ về vận mệnh cuộc đời của một con người. Đặc biệt các chuyên gia nhân tướng học tiết lộ, chúng ta có thể nhìn vào số cuối năm sinh để dự đoán vận mệnh của một người, giàu sang hay nghèo khó, con đường sự nghiệp, tình duyên, biến động ra sao. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Số cuối năm sinh là không. Người có số 0 là số cuối năm sinh thì tính cách ôn hòa, hòa đồng, có tài quản lý tài chính nên tài vận của bạn luôn tăng đều, năng lực làm việc tốt. Họ rất cẩn thận, kiếm được, giữ được, cũng biết phân bố tiền gửi, biết đầu tư, sử dụng tài sản nên không cần lo lắng về tiền bạc trong cuộc sống. Sau trung niên và về già sẽ có rất nhiều của cải. Tuổi Sửu và tuổi Mùi sẽ là quý nhân của bạn. Số cuối năm sinh là 1. Những người có đuôi năm sinh là số 1, thông minh, rất đa tài. Tuy nhiên, bạn cần nhiệt tình hơn nữa đối với sự nghiệp và gia đình. Bạn làm việc chăm chỉ và thường làm thêm giờ chỉ để hoàn thành công việc. Nếu bạn có được thành công trong công việc thì cơ hội được thăng quan tiến chức rất cao, một bước lên mây. Mặt tình cảm thì tình duyên nhiều lần vấp ngã lận đận. Bạn có xu hướng kết hôn muộn hoặc không kết hôn. Người tuổi Dần và tuổi Ngọ sẽ là quý nhân của bạn. Số cuối năm sinh là 2. Năm sinh với số 2 là số đuôi xuất hiện ở những người có tính cách lịch thiệp và rất được lòng những người lớn tuổi. Kỹ năng quản lý tài chính của bạn tương đối kém. Xem bói số cuối năm sinh cảnh báo bạn có tính cả nể và nhiệt tình nên thường cho bạn bè, người quen vay tiền nhưng sẽ khó mà lấy lại được. Điều này là nguyên nhân ảnh hưởng nặng đến tình hình tài chính của bạn. May mắn là khi về già, dần biết cách tiết kiệm, đến tuổi trung niên, bạn sẽ có một khoản tiền nhỏ để mua nhà. Người tuổi Tỵ và tuổi Mão là quý nhân của bạn. Số cuối năm sinh là 3. Những người có số 3 ở đuôi năm sinh rất hấp dẫn, ý chí kiên cường, không ngại gian khổ, dũng cảm khi gặp khó khăn, tích cực theo đuổi sự hoàn hảo. Người này dễ có danh tiếng và thành công từ khi còn trẻ. Tuy nhiên, tài lộc dễ bị tiêu tán. Đừng quá lo lắng vì bạn vẫn để dư được một khoản tiền tiết kiệm nhỏ. Mặt tình cảm hôn nhân, vận đào hoa của bạn rất vượng, giữa biển người sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp. Tuổi Mão và tuổi Tỵ sẽ là quý nhân giúp đỡ bạn. Số cuối năm sinh là 4. Có số 4 cuối năm sinh cho thấy bạn là mẫu người sáng tạo, hay thay đổi, thẳng thắn, bộc trực và có trách nhiệm. Tuy nhiên, dù trong công việc hay một mối quan hệ, điều bạn cần nhất là thái độ bình dị, càng cố chấp càng hỏng việc. Tài lộc của cải có phần không tốt, nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về phát triển sự nghiệp. Về hôn nhân, bạn cần lý trí, đừng mù quáng yêu nhầm người mà quyết định nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Tuổi Sửu và tuổi Mùi sẽ là quý nhân của bạn. Số cuối năm sinh là 5. Xem bói số cuối năm sinh cho biết số 5 đứng cuối thuộc về những người đa cảm, cố chấp, có xu hướng cầu toàn, được người lớn tuổi đánh giá cao trong công việc, có cơ hội phát huy tài năng.
Trong hôn nhân, xem bói số cuối năm sinh đoán chuẩn vận số người này lập gia đình khá muộn, nhưng kết hôn muộn lại có lợi cho bạn. Quý nhân của bạn sẽ là những người tuổi Tỵ và tuổi Thân. Số cuối năm sinh là 6. Người có đuôi số 6 là người thông minh, tự phụ, thích các hoạt động phúc lợi công cộng, dễ trở thành nhân vật trung tâm của tập thể. Có quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống, được nhiều người trông cậy. Về tình cảm, bạn vốn có tính chiếm hữu, tính tình lại quá mạnh mẽ, cố chấp nên khó thoát khỏi tổn thương trong tình yêu. Trong hôn nhân, bạn sẽ thu mình lại, có phần e ngại chuyện kết hôn. Nhưng đừng sợ, vì đối phương sẽ là người có thể cho bạn cảm giác an toàn. Tuổi Dậu và tuổi Hợi sẽ là quý nhân của đời bạn. Số cuối năm sinh là 7. Những người có đuôi số 7 là người tinh tế, dễ tự ti. Bạn dễ được phụ nữ và người lớn tuổi giúp đỡ. Bạn là một người đam mê công việc và muốn đi ra khỏi con đường rộng lớn của riêng mình. Vì vậy, bạn thích hợp với công việc kinh doanh. Bạn sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận. Có vẻ như tiền bạc bạn đầu tư vào việc khởi nghiệp lúc đầu không thu hồi được, nhưng dần dần sẽ có thành tựu nho nhỏ. Đến tuổi trung niên không cần lo lắng về tiền bạc. Quý nhân phù trợ của bạn có tuổi Hợi và tuổi Dậu. Số cuối năm sinh là 8. Còn trong xem bói năm sinh mà có số 8 nằm ở số đuôi thì người này có tài hùng biện rất tốt, nhanh mồm nhanh ý. Tuy nhiên, người nói vô tình nhưng người nghe lại có chủ ý. Vì thế nên có không ít tiểu nhân ghen ghét bạn. Bạn phù hợp với kinh doanh, công việc này thu lại cho bạn rất nhiều tiền bạc. Tuy nhiên, đừng si mê trong tình yêu, bởi bạn dễ bị tình cảm chi phối, làm hỏng sự nghiệp. Học cách buông bỏ và tha thứ là từ khóa của bạn trong tình yêu. Quý nhân trong đời của bạn là người tuổi Sửu và tuổi Mùi. Số cuối năm sinh là 9. Những người có số 9 cuối cùng tốt bụng, rộng lượng nhưng khá cứng đầu. Vận số tự nhiên của bạn rất vượng, cả đời không lo cơm ăn áo mặc. Thêm nỗ lực của bản thân và lắng nghe ý kiến của những người lớn tuổi có kinh nghiệm xung quanh thì cuộc sống của bạn sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi Tỵ và tuổi Thân sẽ là quý nhân của bạn. Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh nhìn số cuối năm sinh dự đoán tính cách vận mệnh, ít ai biết rằng nhìn ngày sinh của một người phụ nữ có thể đoán biết vận mệnh, còn nhìn số cuối ngày sinh có thể thấy được đường tình duyên của người đó. Phụ nữ có đuôi ngày sinh như thế này, vận số đào hoa nhưng luôn lận đận trong tình duyên, rất dễ ly hôn. Chi tiết sẽ được Phú Quý Tài Lộc tiếp tục chia sẻ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Phụ nữ sinh vào các ngày 1, 2, 9, 11, 16, 26. Đây là những người có phúc đức tốt, sao tài vận chiếu, được người tiến cử, sự nghiệp phát tài, có cơ hội tốt, tính tình lương thiện, hòa thuận vui vẻ, sức khỏe dồi dào, thông minh sắc sảo. Đường danh lợi vô cùng tốt đẹp, được người kính trọng, cần nỗ lực làm việc, chú tâm hành thiện, vận mệnh sang giàu. Tuy nhiên, trên phương diện tình cảm lại không được tốt lắm, gia đình dễ lạnh nhạt, ly tán. Phụ nữ sinh vào các ngày 4, 8, 12, 13, 14, 19, 21. Những người sinh vào ngày này may mắn cả về sự nghiệp lẫn tình duyên, gia đình thuận hòa, đầm ấm, phúc lộc tài vận hưởng tới già.
phụ nữ sinh vào các ngày mùng 5, mùng 6, mùng 10, 22, 24, 25, 27, 29. Phụ nữ sinh vào những ngày này thân thiện hòa ái, quý nhân tiến cử, phát đạt thành công, khó cậy gia đình, tự thân lập nghiệp. Dù nền tảng gia đình họ không quá tốt, nhưng bù lại họ lại hanh thông trên quá trình lập nghiệp vì được nhiều người giúp đỡ. Bản chất thông minh, có tình có nghĩa, trước khổ sau nhàn, thuở nhỏ vất vả, khổ tận cam lai. 25 tuổi vận đến, tiền đồ tốt đẹp, lại thêm cần cù, về già hưng thịnh, số hưởng danh lợi. Phụ nữ sinh vào các ngày mùng 7, 15, 17, 18, 20, 23, 28, 30. Những người sinh vào các ngày này, vận mệnh cuộc đời có nhiều buồn phiền, thường phải xa quê lập nghiệp, không có ai giúp đỡ, một mình đối diện với mọi khó khăn, tính tình cương quyết, coi thường người khác, gây nên thù hận, bị người công kích, cư xử mềm mỏng, may mắn sẽ đến. Tuổi trẻ vận bạc, lo buồn ưu tư, đến tuổi trung niên, vận khí đổi khác, vận mệnh thịnh vượng. Quý vị thân mến, trên đây là những dự đoán vận mệnh tính cách của một người dựa trên ngày sinh, năm sinh. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang tính tham khảo, vận mệnh còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau và đức năng thắng số. Quan trọng là ở sự cố gắng, nỗ lực của mỗi người. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc, xin vui lòng bình luận bên dưới video.